Những ngày này, quốc lộ 6, khu vực cao nguyên Mộc Châu, Vân Hồ, tỉnh Sơn La bừng sắc xuân khi những gốc đào của bà con bản địa mang ra bán đua nhau khoe sắc dọc hai bên đường. Dọc quốc lộ 6, gốc đào, cành đào được người dân bày bán tại các địa điểm tập trung đông người như cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ hoặc vài điểm nhỏ lẻ, tự phát ở hai bên đường với kiểu dáng và giá cả đa dạng, phong phú. Những gốc đào hơn 10 năm tuổi sẽ được bán với giá khoảng 1,5 đến 2 triệu đồng, thậm chí cao hơn. Những gốc tuổi đời lên đến vài chục năm, gốc xù xì, rêu mốc trắng có thể bán với giá hàng chục triệu đồng. Với đào cành, những cành to đẹp, nhiều nụ, giá dao động từ 400.000 đến 700.000 đồng một cành. Cành nhỏ hơn thường có giá từ 100 đến 200.000 đồng một cành. Qua từng năm, cây đào dần trở thành cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập cao, ổn định cho nhiều hộ dân ở vùng cao Sơn La. Đã thành thông lệ, cứ trước Tết Nguyên đán khoảng hơn một tháng, người dân sẽ bắt đầu bán những gốc đào to đẹp có tuổi đời trên 5 năm cho các thương lái tại các tỉnh miền xuôi như Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội để về xử lý, lai ghép cho ra hoa phục vụ thị trường. Còn đào cành chơi Tết thường sẽ được người dân bán từ đầu tháng 12 âm lịch, nhộn nhịp sôi nổi nhất là từ mùng 10 đến 25. Tỉnh Sơn La hiện có khoảng hơn 5.000 ha đào trồng, chủ yếu do đồng bào các dân tộc vùng cao trồng trên nương, đồi và vườn nhà. Những năm gần đây, cây đào đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ có thu nhập từ 150 triệu đến 300 triệu đồng một năm, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là mỗi dịp Tết đến, xuân về.